Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình lại quay cho các bạn xem về chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn. Cũng như là mình sẽ trả lời cho các bạn một số câu hỏi mà các bạn đã bình luận trong kênh của mình á. Thì có một anh này ảnh tên Hải, anh hỏi mình là ảnh mới trồng bí đây. Nhưng mà bí của ảnh bị thun ngọn, cũng như là nó bị rất là chậm bò luôn. Hỏi có cách nào mà để khắc phục bí của ảnh nó bị thun ngọn hay không, cũng như là nó sẽ trường bò được tốt hơn. Thì trong video này thì mình sẽ là góp ý cho anh, cũng như là những cái bạn nào mà đang xem kênh của mình á, cũng có thể là tham khảo ha. Thì đối với mà bí mà nó thun ngọn rồi đó, mà nó thun ngọn nặng rồi đó, thì nói thật luôn thì mình không có cứu được. Tại vì cái giai đoạn mà từ 10 ngày tuổi cho đến là 25 ngày tuổi đó, thì mình phải xịt phòng cái bọ trĩ nó liên tục luôn. Cái nguyên nhân mà nó thun ngọn là do bọ trĩ và bọ dưa nó tấn công trên những cái đọt lá của mình. Thì ở trong cái trường hợp này thì mình có thể mua thằng Ram nè, thằng Confidor nè, thằng Aqua nè, để mình xịt nó khi nó đạt 10 ngày tuổi, là mình có thể là mình phòng được cái bệnh mà thun ngọn. Còn những cái dây bí nào mà nó không có bị thun ngọn đó, mà nó chậm bò đó, như cái lời mà anh hỏi em đó, thì mình có thể là mình mua những cái thuốc mà kích đó, đặng cho nó bò. Ví dụ như những cái thuốc kích á, là mình có thể sử dụng là hàng GA3 nè. Rồi sau đó thì mình có thể sử dụng là mình cộng thêm cái Atonit để mình xịt, để cho nó kích nó, đặng nó cái đọt của nó có thể là trường bò ha. Đây, cái đọt của nó là nó thể là nó trường bò được tốt hơn. Và thông thường á, cái dây bí của mình á, khi mà mình lấy khoảng 3 đến 4 chèo trên một dây bí á, và nó có khả năng là nó bò là từ 1,5m cho đến là 2,2m nha. Nó thì cái khả năng mà nó bò trên cái dây bí này nó rất là dài luôn, khoảng 2,2m luôn đó. Và mỗi dây bí á, thì mình có thể là mình lấy là từ một trái. Thì trong những video trước á, thì mình cũng có là chia sẻ. Và các bạn nào mà đang xem thì các bạn có thể là coi lại ha. Nhưng mà cái nguyên nhân chính á, về cái dây bí mà nó chậm bò đó, thì còn một cái nguyên nhân nữa đó chính là nó bị thiếu đạm. Và do ảnh hưởng của thời tiết. Thì ở trong cái trường hợp này, nếu mà mình dùng GA3 mà mình kích quá thì nó cũng không có tốt. Trong cái trường hợp mà nó quá chai thì mình mới kích thằng GA3 cộng với thằng thuốc dưỡng là Atonit, hoặc là mình cộng cái phần 4 lá 24 giờ để mình kích nó. Nhưng mà cái nguyên nhân chính là nó vẫn là thiếu phân. Thì mình có thể là mình đi phân cái nó là cái phân 20-15, hoặc là mình có thể là mình đi phân cái nó là cái phân là 30-10-10, và mình cộng luôn cái phần là cái phân là cơm cát, cái gói mà gói cơm cát các bạn, cái gói mà phân 4 lá đó, cơm cát đó, là nó hợp lý nha. Nó thì mình sẽ xịt đúng liều như nó chỉ, mình kết hợp vậy đó thì nó sẽ rất là ổn hơn. Còn trong trường hợp mà bạn muốn nó gấp quá thì mình có thể sử dụng hàng GA3, thì sử dụng hàng rầu riếp đó, gói nó tầm khoảng là 4.000 cộng với thuốc dưỡng. Thì đó là những cái nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục khi bí của mình nó bị thun đọt và nó bị chậm bò nha mọi người ha. Mọi người có thể là áp dụng trên một vài dây của mình, nếu mà thấy mà nó hiệu quả đó thì các bạn hãy áp dụng cho nguyên vườn ha. Và ở đây là chỉ là video là góp ý thôi. Tại vì mình trồng cái đợt này các bạn trúng cái mùa mưa, bí của mình nó cũng không có được tốt mấy. Đúng ra thì mình sẽ trồng những cái tháng mùa nắng thì nó sẽ tốt hơn ha. Mình chia sẻ lại cho những bạn nào mà đang trồng bí đó, tính dự định mà trồng bí đó, thì mình khoan nên trồng, mình đợi nó khoảng đâu cái tầm tháng 9 tới tháng 10 âm lịch đó thì mình tiến hành mình trồng đi, thì nó sẽ là tốt hơn đối với cái giống bí hồ lô này ha. Cái bí hồ lô này mà trước đó mà bạn trồng những cái loại như là cà pháo nè, cà chua nè, rồi những nói chung là những cái loại mà nó ví dụ như dưa leo nè, bạn trồng lại đi nó thun đọt hết, tại vì cái vi khuẩn nó còn rất là nhiều, cũng như là bọ trĩ đó. Đó thì mình cũng góp ý các bạn là trước khi trồng mình nên trồng những loại như là cải nè. Nó như thế là mình chuyển sang mình trồng bí á, thì nó sẽ là hiệu quả hơn. Còn đối với mà trồng những cái loại cây mà nó cùng họ đó, trồng lại bí hồ lô là khả năng nó thun đọt rất là cao luôn. Khi mà nó thun đọt rồi á thì nó hầu như là nó không có trái luôn nha các bạn ha. Đó, mình phải xịt dữ dằn luôn. Còn đối với cái khoảng cách trồng của cái dây bí này á, là mình sẽ trồng là từ là 5 đến 6 tấc nha mọi người. Còn nếu như mà bạn lỡ và bạn trồng nó gần quá mà nó rậm rạp như thế này nè, khi mà nó có bông các bạn thì nó đâu có quang hợp được đâu. Như cái này nè, cái bông nó nằm mút ở dưới đây nè. Nó thì cái trong cái trường hợp này, khi mà nó có gần có nụ các bạn, thì các bạn nên tỉa những cái tán lá bớt, cắt ngang nó như vậy nè. Bạn cắt ngang nó luôn,
nó đặng cho nó quang hợp chứ không có gì hết. Và đặc biệt nữa thì mình trồng bí thì mình nên đi thụ phấn cho nó thì trái nó sẽ ra đẹp hơn và nó tốt hơn. Thì thông thường thì mình sẽ thụ phấn là từ 8 cho đến 10 giờ sáng. Còn về cái phần là xịt thuốc các bạn, chúng ta xịt những cái loại sâu đó thì chúng ta nên xịt vào những cái buổi chiều, không nên xịt vào những cái buổi sáng nha. Vì cái buổi sáng như là hồi nãy mình nói đó, mình đồng ý là mình sẽ đi thụ phấn cho bí, nhưng mà song song đó thì cũng sẽ có những cái con ong bướm đó, thì nó sẽ thụ phấn, mình xịt nó vô tình nó chết luôn. Đó thì thông thường là mình xịt sâu á, mình nên xịt vào những cái buổi chiều thì nó sẽ tốt hơn. Tầm 5 giờ. Khoảng cái thời gian này nè là không có ong bướm nào nó xuất hiện hết á, thì mình xịt sâu nó rất là ổn luôn. Cũng như là chúng ta xịt những loại rầy ha. Thì thông thường ở trong mùa mưa các bạn thì nó hay bị những cái bệnh như là sương mai nó sẽ nhiều hơn, còn trồng ở trong cái mùa nắng này nọ đó thì nó sẽ không có là sương mai nha. Hiện tại bí của mình thì nay nó cũng ra được những cái chớm bông rồi nha. Mình có cái khu mình trồng ở dưới sen canh với bưởi đó, thì nay nó đã có bông rồi, nó chuẩn bị có nụ rồi. Mà khi có nụ thì mình mua thuốc, mình xịt phòng những cái con ong chích trái ha. Mình sử dụng thằng Confidol là cũng được nữa nha mọi người ha. Nó chuyên về rầy, nhưng mà xịt mà khi mà nó ra trái đó, mình xịt trên ướt trên đẫm ở trên trái đó, nó cũng phòng được những cái loại mà ruồi chích trái đó, cũng rất là ok luôn. Nó thì các bạn có thể là sử dụng những cái loại thuốc đó, chứ mà mua nhiều quá những cái loại thuốc khác thì mình sẽ tốn tiền. Ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn chủ yếu là cho các bạn tiết kiệm tiền thôi, chứ mà thực chất thì nó có rất là nhiều loại thuốc để mình xịt trên bí hồ lô ha, cũng như là những loại cây khác. Đây các bạn, ở đây có một số dây nó cũng trổ bông rồi nè. Đó, thấy không? Bông nè. Ở đây mình có trồng một số bí đao nữa. Bí đao của mình này rất là tốt luôn, mình cho nó bò cái hàng rào luôn á. Đây các bạn, bữa mình có chia sẻ một cái video rồi, mình trồng đâu khoảng đâu là 20 dây á, trồng cho nó bò hàng rào chơi thôi. Với lại mình kết hợp mình bán lẻ thêm. Bí của mình nay thì cũng không có đẹp mấy. Đợt này trồng có giống là Hưng Nông 368 đó, như mình chia sẻ đó, không có ok. Mình nhìn vậy thôi chứ nó cũng rất là dở luôn. Mấy đợt trước trồng mà giống đồng tiền vàng đó, rất là ok luôn. Trái nào cái trái là từ 1 kg trở lên không các bạn. Tại vì một dây mình chỉ lấy được có một trái thôi. Một chèo á, một dây bí có 4 chèo, mình lấy mỗi chèo là một trái thì trái nó rất là ok, nó khoảng tầm là từ 8 lạng cho đến 1 kg. Chứ mà mình lấy nhiều quá là nó bị si. Thì hôm nay mình cũng đã trả lời câu hỏi cho anh Hải ha, là cách bí của mình nó bị thung đột cũng như là nó bị chậm bò đó. Rồi bạn nào mà đang xem kênh của mình á mà chưa đăng ký kênh á, hãy nhấn nút đăng ký ha, để mình ra video các bạn có thể là cập nhật được nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.